Hôm nay xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thời sự với ông Đỗ Như Định. Trước hết chào ông Đỗ Như Định. Ôi chào cô Vân Anh, chào quý khán giả của đài VNTV. Đã lâu lắm rồi tôi mới được có cơ hội trở lại để chia sẻ với quý vị đôi điều về tình hình thời sự. Và mong rằng quý vị đón nghe, đón xem. Vâng thưa quý vị, và trước khi đi vào chương trình thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu ông Đỗ Như Định. Ông là giám đốc của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được phát về, dạ, xin nói chi tiết về vâng, chương trình. Vâng, dạ. Cảm ơn cô Vân Anh đã giới thiệu. Tôi là giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, đã hoạt động từ hơn 8 năm qua. Và chương trình phát về Việt Nam hàng đêm 30 phút. Và bà con khán thính giả trong nước rất là vui mừng, mong là quý vị đón nghe. Và nếu quý vị muốn nghe bằng cái cell phone thì tôi xin cho cái số tôi có thể đọc ngay. Dạ, dạ. Vâng, có thể có hai cái số là 425-585-1550 hoặc là 605-781-9802. Dạ. Bấm bất cứ giờ nào quý vị có thể nghe được chương trình, và mong là quý vị nghe để xem chúng tôi đấu tranh chống cộng như thế nào. Vì vậy Việt Cộng cho rằng cái đài Đáp Lời Sông Núi là bọn cực kỳ phản động. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin để quý vị có thể theo dõi chương trình Đáp Lời Sông Núi được phát về Việt Nam hàng đêm. Và ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Định lại trở lại với chúng ta để cùng chia sẻ với quý vị qua một cái đề tài rất là nóng bỏng trên toàn thế giới trong những ngày vừa qua. Đó là những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Hồng Kông. Và cái điều này đã nhận được sự chú ý của toàn thế giới phải không ạ? Đúng rồi. Thì thưa quý vị, cái cuộc biểu tình này đã bắt đầu từ ngày nào ạ? Thật ra thì chúng ta thấy rằng cái cuộc biểu tình lớn nhất mà cô nói tới là vào ngày Chủ nhật 16 tháng 6 vừa qua. Dạ. Nó có đến hơn 2 triệu người. Wow. Trong số 7 triệu dân Hồng Kông. Wow. Và chính cái cuộc biểu tình ấy nó đã làm thay đổi cái suy nghĩ và cái thực trạng của Hồng Kông, để cho những người mà đang nắm vững cái quyền tại Hồng Kông đó, cũng như là Bắc Kinh đó, phải xét lại. Yeah. Cái cách thức điều hành của họ. Và cô nói là nó bắt đầu từ đâu thì thực sự ra tôi xin phép cho tôi được vài phút để tôi nhắc lại những cái điểm mà nhiều quý vị đã quên. Yeah. Là trong cái thời thủ tướng Thatcher của Anh đó, bà. Yeah. Thủ tướng Thatcher và ông Đặng Tiểu Bình. Yeah. Hai người đã thỏa thuận với nhau là nước Anh trả lại sau 100 năm, 99 năm Hồng Kông là thuộc địa của Anh. Thì ngày 1 tháng 7 năm 1997 là trả lại cho nước Anh, tức là cái Hồng Kông nó trở về cái đất gốc của tàu. Và lúc ấy Bắc Kinh đồng ý rằng là trong 50 năm tới, tức là từ năm 1997 cho tới năm 2047, tức là người dân Hồng Kông trong 50 năm ấy sẽ có một cái thể chế nó gọi là nhất quốc lưỡng chế. À, tức là Hồng Kông có những cái quyền gọi là độc lập, không phải là độc lập trên mặt quốc gia, nhưng là một cái cảng, một cái thành phố. Thì trong thành phố ấy họ có quyền độc lập về hành chính. Uh-huh. Họ có quyền độc lập về tư pháp. Uh-huh. Họ chỉ không có quyền độc lập về quân sự và quốc phòng mà thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nói, Hồng Kông là cái cửa ngõ mở ra với thế giới. Một cái nước Trung Hoa với bây giờ là 1.430 triệu người. Yeah. Khổng lồ như vậy, Hồng Kông với một cái cửa biển có 7 triệu dân, nhưng nó là cái kho tiền của châu Á. Nó là cái cửa ngõ để đi ra thế giới bên ngoài. Thành ra nó hết sức quan trọng. Vì vậy mà Hồng Kông là, không, tôi không biết là từ cái gốc nào người ta dịch Hồng Kông là hương cảng, có nhớ không? Dạ đúng rồi. Hương cảng. Dạ. Là cái gì? Dạ. Là một cái cảng có mùi thơm phải không? Ừ. Có lẽ là hồi cái chỗ đó là người ta xuất cảng những cái hương thơm của tàu, hay là người ta nhập cảng những nước hoa của Tây Phương, do đó người ta gọi là hương cảng. Tôi không biết cái lịch sử đó, nhưng mà vì vậy nó trở nên quan trọng. Và nó có cái vị trí về kinh tế rất rất quan trọng, giống như cái nước tàu.
Do đó tất cả những cái biến động chính trị ở đó thì nó đã xảy ra. Vì vậy là từ năm 1997 về sau này thì Bắc Kinh đưa ra, mặc dầu chấp thuận cái nhất quốc lưỡng thể như thế, nhưng mà họ tìm cách để họ thay đổi, họ thay đổi cái lãnh đạo để mà nó đi theo vào cái khuôn khổ của từ từ xiết xiết lại phải không chú? Dạ. Và cho đến năm 2047 thì Hồng Kông sẽ hoàn toàn là thuộc về Trung Quốc phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, dạ. Thì lúc đầu cho đến bây giờ là qua 22 năm rồi đó, thì nó có những cái chuyện như thế này. Thứ nhất ấy, là giai đoạn đầu thì những cái người mà gọi là đặc khu trưởng, tức là cái người mà được Bắc Kinh chỉ định đó, thì họ có cái khuynh hướng tương đối trung dung. Nhưng mà chúng ta biết rằng đằng sau đó nó luôn luôn có những cái toan tính để mà làm cho người Hồng Kông hiểu rằng là Hồng Kông vẫn là một cái tỉnh của nước Tàu mà thôi. Vì vậy mà đối với dân Hồng Kông thì họ lại nghĩ khác. Họ nghĩ rằng 50 năm sau đấy thì cái nền dân chủ của nước Tàu nó phát triển và nó cũng có thể bắt kịp cái đà dân chủ của Hồng Kông. Bởi vì Hồng Kông là sống dưới chế độ của nước Anh. Nó là thuộc địa của Anh, thành người ta được hưởng cái nền giáo dục rất là cởi mở, rất là tân tiến, và đặc biệt là cái nền tư pháp. Đấy. Vì vậy mà khi mà cái luật gọi là dẫn độ này đó, nó đụng chạm tới cái vấn đề này. Dạ vâng. Cảm ơn ông Điện. Ông Điện có thể nói chi tiết về cái luật dẫn độ này là như thế nào, và cái luật dẫn độ này nó quan trọng tới mức độ như thế nào mà với một lượng người Hồng Kông đi biểu tình to lớn như vậy? Ok, trước nhất chúng ta phải hiểu rằng là nước Anh, cái hệ thống tư pháp của nước Anh có thể nói rằng một trong những cái nước mà có cái tư pháp là công minh, nghĩa là rất là công bằng. Cái hệ thống tòa án, hệ thống luật sư. Một cái thí dụ tôi nói cụ thể như thế này thôi. Năm 1932, Hồ Chí Minh là cái người mà bị bắt, Tây bắt ở đó, rồi Hồng Kông xét xử, nhưng mà nhờ cái tòa án của Hồng Kông đã tìm cách để thả Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh được thoát khỏi Hồng Kông. Là cái hệ thống tư pháp nó rất là nhân đạo và rất là công minh. Bây giờ cái luật, trước khi nó ra cái dự luật dẫn độ đó, thì nhà cầm quyền Trung Cộng đã nhiều lần đưa mật vụ qua để bắt cóc một số người đem về, thì đặc biệt là những người mà không phải là dân Hồng Kông, nhưng mà họ qua đó họ làm ăn, họ mở các cái tiệm sách, họ in những cái cuốn sách mà đụng chạm tới nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Do đó Bắc Kinh đã đưa những mật vụ qua bắt cóc, đưa về, người ta thấy tự nhiên với người đó biến mất một thời gian, rồi tự nhiên thấy xuất hiện ở bên Trung Cộng đó. Thành ra đó là một vấn đề. Bây giờ tự nhiên lại đưa ra cái luật dẫn độ, thì cái luật dẫn độ này mục đích làm gì? Là Trung Cộng muốn bắt ai thì chỉ cần ra lệnh hay là đưa mật vụ qua bắt, rồi giao cho cảnh sát Hồng Kông và chính quyền Hồng Kông có bổn phận thi hành cái luật này, tức là dẫn độ những người đó về xét xử, có thể ghép một cái tội nào đó theo luật của Trung Cộng. Đó, vì cái luật của Trung Cộng nó là luật dưới chế độ độc tài cộng sản, cũng như luật của Việt Nam vậy, tức là người ta không có tội thì đánh cho có tội, nhận cho nhận tội, và Trung Cộng cũng vậy thôi. Thế thì bây giờ nếu cái luật này nó được áp dụng tại Hồng Kông, thì tất cả những người nào, ngay cả mình mà mình chống Trung Cộng, mình đi du lịch qua bên đó, họ cũng có quyền bắt và đem về Trung Cộng. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là cái quan trọng nhất là làm thay đổi cái hệ thống tư pháp của Hồng Kông. Đó. Thứ hai là nó tạo ra một cái sự bất an cho tất cả những người mà Hồng Kông, từ cái nơi mà người ta trung chuyển đó, bất cứ những du khách hay những người nào mà không thân thiện với Bắc Kinh mà Bắc Kinh muốn bắt thì qua Hồng Kông người ta có thể bắt được. Cái thứ ba nữa là từ cái đó nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt kinh tế. Bởi vì nếu như vậy đó thì những cái người nào họ làm ăn hay là có vấn đề gì hay là có doanh thương hay có gì đó thì họ không dám tới Hồng Kông nữa. Thì họ phải tìm cách họ rút đi. Thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì đó là những cái hậu quả của cái dự luật nếu nó được áp dụng. Vì vậy mà
cái ngày mùng 9 thì biểu tình nó có khoảng độ 1 triệu người thôi, 1 triệu 2. Nhưng mà bên phía nhà nước, Trung Cộng đó thì hô lên nó bảo ồ chỉ có 300.000 thôi. Trong khi tất cả các cái media ở hải ngoại người ta đều cho rằng là 1 triệu 2 là ít. Thế thì rồi trong khi ấy thì họ đàn áp, họ cũng đã bắn hơi cay, cũng đã xô xát, cũng làm cả trăm người bị thương. Rồi vì vậy mà người dân thấy rằng là họ đã quyết tâm, vì vậy họ đã đến, họ tiếp tục bao vây bảo vệ chung quanh cái tòa nhà mà lập pháp đấy, cái ngày thứ tư, và thấy rằng là bên phía bà Carrie Lam, tức là Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tức là cái người mà mình gọi là thống đốc hay là điều hành cái Hồng Kông đó, thì bà vẫn cứng rắn, bà vẫn nói rằng cái luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh, vân vân. Nhưng mà vì chính cái thái độ cứng rắn của Hồng Kông, do đó của bà, của về chính quyền, do đó ngày Chủ nhật người ta mới biểu tình đông đến nỗi như vậy. Và cái đặc biệt là gì? Đặc biệt là giới trí thức và các doanh nghiệp, các nhà hàng, các cái cơ sở kinh doanh, họ đóng cửa. Và nếu họ đóng cửa, họ tham dự biểu tình đó, thì nó tạo ra cái ảnh hưởng kinh tế không phải cho Hồng Kông. Đó là cái vấn đề về kinh tế. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là cái gì cô biết không? Nó sẽ là cái ảnh hưởng dây chuyền tới Đài Loan. Nó là vấn đề chính trị. Bởi vì nếu mà Trung Cộng đàn áp của biểu tình này thì chắc chắn là họ sẽ bây giờ ngay bên Đài Loan đó, là cái ông ứng cử viên tổng thống bây giờ đó, ông bảo nếu ông đắc cử ông sẽ ra luật là nếu những người Hồng Kông bị đàn áp qua bên Đài Loan ở, tôi cho ở. Wow. Do đó mà sau cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật thì bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải ra để họp báo và nhận là tôi là cái người chịu trách nhiệm về cái việc đưa ra cái dự luật này. Nhưng đó thật ra ai thì ai, chả ai tin cái chuyện đó, bởi vì tự bà ấy chẳng bao giờ bà ấy lại dám làm một cái chuyện như vậy. Nếu không có được cái sự thúc đẩy của chính quyền Bắc Kinh. Rõ ràng là như thế cô. Vâng. Và quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của VNTV qua sự trình bày của ông Đỗ Như Điện về tình hình Hồng Kông trong nóng bỏng trong những ngày tháng vừa qua. Thưa ông Điện, như vậy thì ông nghĩ rằng cái cuộc biểu tình mà lớn nhất là vừa Chủ nhật vừa qua đó, là lên đến 2 triệu người đó, nó đã gây được sự ảnh hưởng và đã họ những người biểu tình họ đã đạt được cái lời kêu gọi của họ chưa ạ? Tất nhiên bây giờ, cho đến bây giờ sau cái cuộc họp báo của bà Carrie Lam đó, thì người dân người ta thấy rằng là người ta thắng giai đoạn này nhưng người ta vẫn chưa yên tâm. Cho nên bây giờ người ta muốn đòi là phải chính thức hủy bỏ vĩnh viễn. Đúng rồi. Đó là chứ không có hoãn được nữa, không phải có hoãn, bỏ luôn. Bỏ vĩnh viễn, đó là cái nhu cầu họ tiếp tục đòi. Và đây là một cái thử, cái phép thử xem ông Tập Cận Bình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Nếu mà bên phía Bắc Kinh mà thay đổi bà Lâm Thị Nguyệt Nga hay không, thì người ta sẽ đánh giá xem đó cái người kế tiếp sẽ là ai, hay là nếu bà ấy trụ lại thì cái ảnh hưởng của bà ấy không còn nữa. Và như vậy người ta có thể đoán được rằng là cái đường lối của Bắc Kinh như thế nào. Nhưng mà hầu hết những người mà kinh nghiệm về cộng sản đấy, về độc tài đó, thì người ta nghĩ là không bao giờ Bắc Kinh buông cái này. Họ không buông, và họ sẽ tiếp tục tìm những ngả khác. Cái ngả quan trọng nhất có thể họ sẽ là thao túng từ trong nội bộ. Thí dụ như các cái lần biểu tình mà đặc biệt là từ năm 2014, mà khi mà những bạn trẻ họ tổ chức cái phong trào dù vàng đấy, thì toàn là những bạn trẻ, và như là Hoàng Chi Phong, Joshua Won đó, thì cái đám đó là những cái người bây giờ họ đã trưởng thành và cái đám trẻ họ tiếp tục. Thì bây giờ nó tạo ra có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng
muốn đẩy mạnh tinh thần dân chủ và nhân quyền. Cái khuynh hướng thứ hai là những người bị mua chuộc và áp lực. Thành ra chúng ta thấy trong những cái cuộc biểu tình, một số những cuộc biểu tình trước đây đó, nó có hai phe. Nhưng mà cái phe của bên phía Bắc Kinh và những phía ủng hộ Bắc Kinh ấy, thì là những người đó đa số là những người bị áp lực hoặc là được trả tiền. Do đó phóng viên báo chí hỏi là họ êm re, hoặc họ né tránh, họ không biết gì cả. Còn phía mà ủng hộ cái dân chủ đó thì họ rất là mạnh bạo. Do đó trong những ngày tháng tới chúng ta nghĩ thấy rằng Hồng Kông sẽ vẫn còn tiếp tục có những cái dao động. Có thể nếu như mà Bắc Kinh mạnh tay thì có thể Trung Cộng sẽ rơi vào một tình trạng bất ổn. Đặc biệt là bây giờ chính quyền Mỹ, cả bên phía dân chủ lẫn Cộng hòa, họ đều muốn ủng hộ tinh thần dân chủ, họ muốn ủng hộ Hồng Kông. Cái đó làm cho Tập Cận Bình rất là nhức đầu. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc gặp gỡ ở Nhật Bản cuối tháng 6 này, Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ đặt vấn đề này với lại ông Tập Cận Bình, xem họ ra sao. Bởi vì nước Mỹ cũng vậy, bây giờ đang làm một cái thời gian mà họ đưa ra những cái chính sách để mà muốn thay đổi cái trật tự toàn vùng, nhất là vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo hồi nãy ông Đỗ Hữu Định có nói về người lãnh đạo phong trào Dù Vàng, anh George Soon á, khi mà ra khỏi nhà tù đó thì anh tuyên bố rằng người dân Hồng Kông sẽ không bao giờ im lặng và họ sẽ tiếp tục đòi hỏi để hủy bỏ cái dự luật này. Chúng ta sẽ chờ xem những ngày tháng tới như thế nào phải không ạ? Nhưng mà theo dự đoán của ông Đỗ Như Định thì như tôi nghĩ rằng là họ sẽ tiếp tục đấu tranh, và cái cuộc đấu tranh này nó có thể dẫn tới hai cái ngã. Một là họ sẽ thúc đẩy trở lại cái phong trào dân chủ ở trong nước. Và nếu họ thành công trong cái việc mà đẩy mạnh cái phong trào dân chủ trong nước thì, bởi vì chúng ta nhớ rằng cái năm cái Thiên An Môn 30 năm trước đây đó, thì chính những cái bạn trẻ, nói chung là Hồng Kông đó, năm nào họ cũng tổ chức, còn trong nước cấm tuyệt đối. Thì qua những cái này ở trong nước họ đã được biết một phần, họ đã bị bưng bít hoàn toàn. Qua cái vụ này thì họ biết rằng trong nước nó đã có những cái như vậy, và nó có thể tác động tới thành phần trẻ trong nước. Và nếu như nó có những yếu tố khác, đặc biệt là cái yếu tố mà về kinh tế, và nếu kinh tế của Trung Cộng suy sụp trong cái giai đoạn này và những một vài năm tới đó, thì có thể nó dẫn tới vấn đề mà nước Trung Cộng sẽ vỡ. Là vì còn những cái hồ sơ rất lớn mà quốc tế người ta chưa, và đặc biệt Mỹ đó, chưa khui ra. Thí dụ vụ Tân Cương, vụ Tây Tạng, vụ Tân Cương, vụ Tây Tạng, rồi cái Đài Loan đó. Đó là những cái hồ sơ rất lớn và ảnh hưởng tới toàn thể nước Trung Cộng. Thì tôi nghĩ rằng nếu Hồng Kông mà không giải quyết êm thấm thì nó có thể là cái ngòi nổ để mà nổ tung cái chế độ độc tài ở Bắc Kinh. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là phần thời sự với ông Đỗ Như Điện và đã trình bày với chúng ta về sự kiện Hồng Kông trong những ngày vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.